Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saver88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghi dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bác con sâu, chào mừng nào, chào anh em quay trở lại cùng với em Minzy trong series bình luận PK lên server. Và đây là Minzy pha kè, tiếp tục đến từ server US nữa. Đừng quên 30 giờ hàng ngày, 10 giờ, à quên, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhá. Và bây giờ thì chúng ta đến với chế độ card selection của server US. Chế độ lựa chọn card, pick thẻ, lựa chọn thẻ. Đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ xuất hiện ngay sau đây. Đó chính là Karixin BDH đến được server 29 Grouser và Foxy nha anh em nhá. Fox nha anh em nhá, không phải Takuma đâu. EZZ, Kisaragi. Tiếp theo chúng ta có Jun, Junhan, Hotaru các bạn. Dốc, Clark. Hotaru lại sợ dốc anh em. Hotaru lại sợ dốc anh em ạ. Tăng nhẹ. Không có tanh mới khổ em. Dốc cũng đánh cho lồi mom đây anh em ạ. Cái này dốc cũng đánh cho lòi dom. Cái này dốc cũng đánh cho khỏi thở rồi. Ôi lại còn mất một cái nội tải đây chứ. Rồi đánh đấm gì nữa anh em, đánh đấm con mẹ gì nữa đây. Mất mẹ hết nội tại rồi, đánh đấm gì nữa. Vãi thật đấy. Mẹ mẹ bốc ngộ luôn. Mình bảo rồi các bạn, Hotaru gặp dốc lại khắc tinh lắm, không chống được. Và chúng ta đã thua ngay game đấu đầu tiên rồi. Cùng đến với game đấu số 2 nào. Họ chịu thật. Tà mắt quy rốt của server 104 Zasio Init, lấy Lin rồi lấy Init này nhé. One man nhé anh em, one man, người đàn ông của quân đội Elizabeth. Vậy chúng ta vẫn còn hai cái chất 14, 13 nữa, Terry và Ken. Em bạn có Terry và Ken, em mình cái này cũng thừa chơi rồi đúng không? Phải lắc của mẹ em. Lắc lên nha, kèo này sợ gì nó đâu. Đúng không? Kèo này mình chả sợ nó lắm. Kèo này thì kèo mình đẹp. Xét về mọi yếu tố, kèo mình cảm giác cũng đẹp hơn. Sao lại để kèo đầu này? Thông tao mát quy rốt này, rất khó chịu. Chán sống rồi. Nếu mà nó không chết con Ken nhỉ, mẹ. Bịp thế, bịp thế nhỉ.
Người đánh rất khó hiểu. Người đánh rất khó hiểu đến người thanh niên ta mắt đứa này. Giết thằng ấy cho nó đỡ độc nhanh nhàng nha. Đỡ độc vào con Elizabeth của mình. Đỡ độc vào con Elizabeth của mình. Get ready. Đấm đến tay. Ta đi định đấm gãy tay rồi nhỉ. Gãy tay chết chết chắc đã chết Elizabeth chứ. Get ready. Come on. Đừng không cùng đùa đâu anh em. Vậy tay chưa? Ta bắt pilot. Get ready. Get ready. Itai yo. Ora senta nai yo. Tay chưa? Chúng ta còn biết. Chưa gãy tay à? Thằng bỏ mẹ em. Hôm nay mày còn chưa gãy tay gãy chân nữa. Chưa. Mẹ vừa đủ đam giết nó anh nhé. Elizabeth vẫn còn một khiên nhỏ nữa kìa. Được. Suy nghĩ kỹ chưa? Tô mã quy rộn. Rồi, đây thì end game rồi em ơi. Nghe hơi phí nhá. Đi cứ đây không nghe thì các bạn hơi phí ạ. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Số đang là một đều thì phải. Giết 8 mạng và chết một mạng đến từ em mình gì vào kèm. Game đấu tiếp theo chúng ta cùng chờ đợi. Nay ve Chaki của xe 105 tên lạ
Krauser, Crary, Iori, Sion đi nhé, đúng không? Kèo này Sion ngon hơn. Ok, Doi Kula ngon hơn. Cơ bản mà nhìn là ngon. Ui dồi, ồ, lại dốc với Tráng ạ. Mẹ, đéo hiểu, dốc với Tráng bây giờ không. Em nhấn cái lìn gì vậy? Cả ship dốc với cha nữa. Mãi cả dốc với cha nữa. Dốc với cha thì em chịu rồi. Dốc với Trang để em chịu rồi. Ồ oh. Dốc với Trang để em chịu thật rồi. Má nó phải không nhìn nổi rồi. Mẹ em ủ quá. Đéo bốc được bài. Đéo bằng ngài. Dốc tổ hao mới đời. Cày nhé. Đối thủ nó nhường cho rồi. Không cơ hội mà ngoi lên. Mệnh. Cho mình cơ hội rồi là mình không tận dụng được. Cho mày cơ hội rồi mà mày không biết tận dụng là có cơ hội mà làm được cuộc đời thì cô là người ta đã. Còn mẹ em ơi, học lúi đúng thằng sắp chết. Thua, vẫn thua rồi anh ạ. Thầy nhìn thấy vào thì thua chặt. Nhìn đi ra thì bắt thắng bạn. Ủa kìa 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 kìa. Quá đây anh ơi. Anh gì ơi, anh thốn quá đấy. Nó thấm máu đi kéo nào. Nghe, chúng băng bủ thế nào. Cây nhè. Hai nội tại là xong hết. Bất sở lực. Và Surrender đến từ MBG Parke. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Game đấu số 4 nào anh em ơi. Game đấu số 4 và đối thủ số 4 của chúng ta là Frankie, không phải Frankie của Luffy nha mà là Frankie. Heavenly Trang béo. Terry. Jun. Miku, Benny. Kèo này định chặt sợ Miku lắm. Ừ.
này thì không ngán các bạn. Em mình nhiều tanh cứng. Nhảy mẹ ăn phát để nó từ từ kỹ mẹ em ăn cho tôi thật kỹ đi rồi tí mình đang cảm giác hơi khỏe. Tôi chắc mình đã sợ thằng Frank Lee rồi anh em. Ô, tôi này mang thằng gì vào? Kèo này không mang thằng Jun luôn thì sao lại nó cười à? Đúng rồi nha, kèo này mang thằng Jun vào để lừa để mình giết được con Miku đã thêm xong một tí tiếp. Dùn gánh tèo này nhảm được mẹ. Ăn mừng rất phong cách đến từ Rungo. Khoanh tay đứng nhìn ra CEO thì mặt cúi gằm xuống. Và đó là chiến thắng dành cho mình gì pha kẻ. Chúng ta cùng đến với trận đấu số nào nào. Lawyer của CR 71, Somi và Takuma. Ờ đúng. Và Takuma thật đấy nhảm ạ. Mẹ nhìn thấy con Takuma này cứ ám ảnh con Whis này, con Ford anh em nhé, đúng không? Bây giờ nhìn con Takuma thật lại hơi giật mình một tí. Nhìn con Takuma thật thì lại cảm giác hơi giật mình một tí. Các bạn có Init, Binding, nó có thể chơi được kèm gấu, đúng không? Thì nó có thể chơi được sáng khí gấu. Tại game thì rõ nhiều chết rồi đâu, game thì chả đi mấy game không gặp con nào. Mình thật sự mẹ nó xem một map này nhiều lúc bịp bịp anh em ạ. Nhiều lúc nó cứ bịp bịp, nó cứ bịp 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 bịp. Đã xiên chết rồi nhỉ? Chẳng đeo chết rồi nhỉ? Vãi, vẫn chết à? Vẫn chết thì hỏng rồi. Hỏng rồi. おやすみなさい。
ストウリャー楽しかったですlỗi hai quả perfect liền. May mà quả cuối bắt được anh em lại còn lên chí mạng, không thì đéo biết chửi kiểu gì. Khổ mẹ, bắt lỗi hai quả một lúc được tài thật đấy. Bắt đéo bắt lỗi hai quả một lúc bao giờ không. Có nhà thì có tay phết anh em ạ. Đừng sợ gì nữa anh em. Ủa giời yêu. Đến đây thì lo giờ tuổi gì mà chống anh em. Đến đây thì lo giờ tuổi gì mà chống. Cũng đến cái đấu 6 là trận đấu cuối cùng cho clip này à anh em ơi. Demoric Robin của xe 104. Chúng ta có Ochi Ratio, New Mr. Kate, Choi, đu lon mà đi một con tay nó khỏe phết đấy chứ anh em. Ai giờ mẹ, mẹ vừa nói đi một con tay thì nó phải phết, nó đi một con Mia. Sóc tổ bịp mà. Vừa nói nó đi một con tay thì nó khỏe phết anh em ạ. Nó dốc luôn đi với con Mia bao giờ không nhỉ. Không thể ngờ được. Má nó xe đàm kia thì giết thế nào được Mia với cả dốc vậy. Khó nhờ. Mẹ chắc đánh như ấy rồi quý thôi nhờ. Hãy chống nào được. Nay thì chống thế nào được. Tôi chưa. Cô dạy của người yêu đã đi xem. Mẹ đi dồn thằng này mà giết thằng này luôn. Dồn mà giết nó luôn mình nghèo ạ. Dồn giết cho bằng được luôn. Ôi dồi ôi, thế mà không giết được kìa. Bố có tuyệt kỹ mà không giết được con Mia. Vãi.
Muốn được kỹ không riêng là con VR, anh em biết, anh em biết là phải làm gì rồi đấy. Bạn biết ngay là con đuôi lòn nó xe đàn, nó có chịu còn chết anh ạ. Thôi, Quito hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, hỗ trợ MNG, MC, là PKCM nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.